Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Bùi Tiến Dũng xuất sắc, U23 Việt Nam hòa vất vả, U23 UAE. Huấn luyện viên Bắc khiến Tết Gà bất ngờ với cách bố trí đội hình U23 Việt Nam. Trong khi Tiến Dũng trở lại khung gỗ, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh được đẩy sang, hành lang cánh phải đã thay Hồ Tấn Tài bị treo giò vì nhận đủ thẻ vàng. Ở hàng thủ, Đình Trọng dự bị nhường vị trí cho Ngọc Bảo. Những thay đổi của ông Bắc hầu như không mang lại hiệu quả trong khu phòng ngự ở hiệp 1, khi lần lượt Thành Trung, Tấn Sinh hay Việt Anh đều có những pha xử lý không an toàn. Chủ động đá chậm chắc với đội hình lùi sâu, nhưng U23 Việt Nam không tạo được thế trận được yên tâm trước khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Trong vòng 20 phút đầu, UAE có tới 3 lần uy hiếp cầu môn U23 Việt Nam. Bên cánh trái, Ali khiến hàng thủ Việt Nam vất vả tốc độ với khả năng xuyên phá tốt. Tình huống rõ ràng nhất của UAE trong hiệp 1 cũng được châm ngòi từ cầu thủ này. Trên mặt tấn công, Đức Chinh hay Tiến Linh cũng có rất ít cơ hội thể hiện. Cơ hội sáng chủ nhất của U23 Việt Nam là pha chạm bóng hụt của Đức Chinh ở tình huống phạt góc. Bước sang hiệp 2, Tiến Linh tiếp tục mắc sai lầm với pha sọt bóng ngay sát nét vòng cấm U23 Việt Nam. Ban đầu, trọng tài Mohamed chỉ tay vào chấm 11m, nhưng sau khi tham khảo ý kiến, ông chỉ UAE phạt gián tiếp. Cú sút của Salen trên chấm phạt không thắng được sự xuất sắc của Tiến Dũng. Lép vế so với đối thủ, nhưng U23 Việt Nam cũng có một số pha bóng đáng chú ý, tiêu biểu là cú sút tuyến 2 đất tốt của Hoàng Đức đưa bóng chạm tay hậu vệ Khalifa, nhìn trọng tài không cho U23 Việt Nam hưởng quả 11m. Kết quả 0-0 được duy trì đến hết trận đấu. Đối thủ mạnh nhất bảng trong ngày ra quân, kết quả chấp nhận được với U23 Việt Nam. Đội bóng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ hướng tới chiến thắng ở hai trận đấu còn lại.